Vâng, anh Hoàng xin kính chào tất cả anh chị em và con cô bác các cháu. Hôm nay là cái buổi tổ chức mini game. Thì đây sẽ là phần quà. Phần quà sẽ là một vỉ dâu tây tồn dòng dâu tây Mỹ. Anh chị em và con cô bác các cháu nha. Chú lưu ý đây là một vỉ dâu tây 112 cây. Là những cái cây dâu tây Mỹ tồn. Khi tham gia cái trò chơi này thì tất cả anh chị em và con cô bác các cháu sẽ được nhận một, tức là một người sẽ trúng giải mà thôi. Lần này anh Hoàng chỉ có cho gọi là lấy giải thưởng là chỉ là một người thôi. Thì là người sẽ đoán đúng và nhanh nhất, không qua chỉnh sửa. Anh chị em lưu ý nha. Thì nội dung trò chơi thì sẽ như sau. Nói chung là đơn giản thôi mọi người, chơi hết sức đơn giản thôi. Chủ yếu là chơi là cho chúng ta gọi là có một cái gì đó chơi cho vui thôi, trên cái kênh YouTube của anh Hoàng thôi, chứ cũng không có mục đích gì gọi là nhiều. Chủ yếu là dùng những cái cây giống này để tặng cho anh chị em hoặc là các cháu nào mà trúng giải. Thế thôi, đơn thuần như thế thôi. Với lại là lan tỏa, cái thứ hai là lan tỏa được cái niềm đam mê, yêu thích trồng cây dâu tây cho tất cả bạn bè, anh chị em với các bạn của tất cả các bạn tham gia chơi. Thì bước một như sau. Anh chị em và con cô bác các cháu hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào like video, tức là like trên cái video này này, like trên cái video trò chơi này. Bước thứ hai là anh chị em và con cô bác các cháu hãy chia sẻ cái video này trên trang YouTube, là trên trang Facebook, xin lỗi, Facebook hoặc là Zalo, với nội dung là cùng chơi mini game với dâu tây sạch anh Hoàng. Anh chị em lưu ý nha. Rồi bước thứ 3 là anh chị em và các bạn hãy chỉ cần trả lời thôi. Bước thứ 3 là trả lời bao nhiêu người nhấn nút like trên cái video này. Đấy, đơn giản đấy thôi. Trò chơi sẽ kéo dài từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 tháng 12, tức là khoảng 16 ngày. Đúng 19 giờ ngày 30 tháng 12, anh Hòa sẽ chốt lại cái số lượng. Anh chị em lưu ý là người đoán đúng và nhanh nhất, không qua chỉnh sửa thì sẽ nhận được cái phần quà. Anh chị em và con cô bác lưu ý nha. Rồi xin kính chúc mọi người có tham gia chơi vui vẻ và cũng mong có người sẽ trúng giải. Để lưu ý là phần quà sẽ phát và kèm theo phí ship, anh chị em không phải trả tiền gì, chỉ ngoài tiền phí ship thôi anh chị em nha, các bạn nha. Rồi xin chào.